bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để tham dự sự khiếu nại của nhà thiết kế về Victory. Trương Ngọc Ánh thu hút sự chú ý của nhiều quan khách bởi nhan sắc trẻ trung và quyến rũ. Mặc dù sống ở hai thị trấn không giống nhau nhưng Trương Ngọc Ánh và nhà thiết kế về Victory có mối quan hệ rất thân thương. Phương Anh cũng có mặt tại sự khiếu nại. Phương Anh ôm nhà thiết kế về Victory chúc mừng cô nhân dịp khai trương, mở mênh mông kinh hồn doanh. Nữ diễn viên tỏ ra thân thiện, dễ chịu khi tạo dáng cho giới truyền thông chụp ảnh. Thậm chí, cô còn cởi phăng áo khoác ngoài khoe vẻ quyến rũ, gợi cảm cùng làn da trắng ngần. Diễn viên Thanh Hương cũng hình thành tại sự khiếu nại sau vùng hàng nghi vấn ly hôn. Mi sói Thu Quỳnh cũng thu hút sự chú ý với cách trang điểm ấn tượng. Sau khi sinh con thứ hai cho đại gia, Tâm Tích rất ít khi tham dự sự khiếu nại của giới giải trí. Tuy nhiên vì mối thân thương với những trang vàng về Victory nên cô đã tái xuất. Nhan sắc của Hoa Di Đình Đám một thời vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút. Hồng Dung là của sự khiếu nại.